Và mình vừa mới lên tầng 45, chứ không phải là 50 tầng như hồi lúc mình nhớ nhầm. Và các bạn có thể thấy ở đây rất là nhiều người nước ngoài này. Họ khi mà đến Nhật du lịch đó thì họ sẽ là đi đến điểm tham quan. Và các bạn có thể thấy là đằng phía này là có bán những cái đồ lưu niệm, những cái vật nói chung là nhiều loại, từ quần áo lưu niệm rồi đến giỏ sắt này, các bạn có thể thấy. Và bên đây nói chung là đa số khách du lịch đến thôi. Nếu như có bạn nào khi mà đến Nhật du lịch đó, thì có dịp thì mình sẽ đưa đến đây và mình sẽ quay cái cảnh cho các bạn xem ở toàn cảnh Tokyo.